Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới anh chị dòng sản phẩm ấm siêu tốc đến từ thương hiệu Lagakawa với model sản phẩm LAG0318. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên khi anh chị mở lớp vỏ hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn bên trong là phần xốp, phần đế ạ. Đế sẽ được bao bì bởi một lớp ni lông chống xước. Tiếp đến thì sẽ là phần xốp chống sốc ạ. Và cuối cùng là sản phẩm ạ. Bên dưới đế thì sẽ có sách hướng dẫn phiếu bảo hành cũng như là xốp chống sốc phần đế anh chị nhé. Sau khi cởi lớp ni lông thì chúng ta có thể cảm quan nhìn luôn bên ngoài ấm được thiết kế màu trắng rất là sang trọng, lịch sự cũng như là đẹp. Và thân vỏ thì sẽ được làm từ nhựa ABS, dòng nhựa cao cấp. Và ấm sẽ được thiết kế bằng thủy tinh anh chị nhé. Mở lắp, như anh chị có thể nhìn thấy đây, phần trên nắp thì sẽ được làm từ inox 304, dòng inox cao cấp nhất, để chúng ta sử dụng cho đun nấu hàng ngày. Khi chúng ta đun thì anh chị ấn nút bật giúp em. Đèn hiển thị sẽ ở đây sẽ hiển thị đèn sáng. Và sau đó sôi công tắc sẽ tự động tắt ạ. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Trân trọng cảm ơn.